Sướng cùng hưởng, nhưng khổ không chung. Không ai thích đau và tìm khổ bao giờ. Bởi là người, ai cũng ước mong hạnh phúc và muốn một đời sung sướng. Cũng vì tìm sướng tránh khổ mà hầu hết có cùng một chọn lựa phương châm: sướng cùng hưởng nhưng khổ không chung. Chẳng thế mà nhiều khi ta phải giật mình thảng thốt khi nhìn người thân, bạn bè làm lơ, xa lạ, né tránh. Khi ta rơi vào hoàn cảnh đen tối nghiệt ngã, lực bất tòng tâm. Chẳng vậy mà nhiều năm làm ăn thất bát, gia đình rạn nứt, đường công danh trắc trở, thì tương quan bạn hữu bỗng dưng khô héo tiêu điều. Không còn rộn ràng điện thoại, không dập dồn tin nhắn. Và ta giật mình té ghế khi cả những người chịu ơn hay tri âm tri kỷ cũng giả vờ không quen, không biết, chưa hề gặp gỡ, giao lưu thân thiết khi ta có vấn đề, gặp thử thách. Tất cả cũng chỉ vì ai nấy đều sợ khổ. Sợ khổ nên phải xa nơi khổ có mặt, tránh người đang khổ, né những ai có thể gây khổ, mang khổ cho mình. Sợ khổ nên cũng phải bỏ cảnh khổ, dù ở đó có người đã cưu mang mình hay mình đang trách nhiệm. Tất cả cũng vì lo sợ cái tôi sung sướng bị rứt mẻ, thiệt thòi, phiền phức, rủi ro, nên chỉ hưởng cùng ai đang sướng, chứ không chịu mất sướng vì ai đang khổ. Và nhan nhản trong cuộc sống, chúng ta gặp những con người sợ khổ, chỉ sướng cùng nhưng không khổ chung. Và đôi khi họ làm chúng ta nổi giận. Nhưng chúng ta có cần phải nổi giận với họ không? Nếu đã biết đa phần đều sợ khổ, thì ta giận họ làm gì? Vì họ chỉ có thể ở vào hàng ngũ đám đông bình thường, mà không thể đứng ở chỗ dành riêng cho thiểu số phi thường, khác người, vượt cao hơn người. Nếu đã chấp nhận nhiều người đến với ta chỉ như lá trên cây, lá rơi rụng bay đi lúc nào tùy ý, và cây chẳng có chi hề hấn, thì giận làm gì cho mệt thân? Chỉ khi rễ đùng đùng bỏ cây đi thì cây mới nên nóng mặt giận dỗi. Nếu đã tự nguyện sống vì hạnh phúc của người khác, thì khi một mình chịu khổ, ta nhớ mình được làm hạt lúa đơn độc, chịu chôn vùi thối rữa, cho lúa vàng chịu nặng, no lòng tha nhân. Nếu sắc tín chỉ sống một đời và chỉ chết một lần, thì giận chi người đời khi bị phản bội, bỏ rơi một mình trong gian khổ. Bởi chỉ một lần chết mà nhiều đời người được sống, thì đã nhận về một đời sống lớn và tròn đầy ý nghĩa. Quả thực, nguyên nhân lớn làm chúng ta buồn chính là những chuyến ra đi tương tự chuyện cá heo bỏ bạn. Những chuyến ra đi của ân tình mà ta không thể phủ nhận đã làm ta như chết đi một phần. Nhưng đời là thế, người là vậy, nên có lý giải đến mấy thì đời người và người đời cũng khó mà thay đổi. Làm người và ở giữa người đời, Đức Giêsu cũng không thoát cảnh bị người thân bỏ rơi khi xa cơ thất thế. Trong những ngày chịu khổ hình và đóng đinh, cảnh tượng thật ê chề bẽ bàng. Môn đệ thì người bỏ trốn, kẻ phản bội. Những người đã nhận ơn nghĩa từ Ngài thì chẳng thấy ai. Cứ nhìn quang cảnh núi sọ chỉ rõ, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Chị của thân mẫu người, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala và môn đệ người thương mến, tức Gioan. Vỏn vẹn còn bốn người không sợ khổ, không sợ bị liên lụy, không sợ bị mang tiếng, đã không bỏ rơi người mình thương trong đau khổ, nhưng đã có mặt để cùng chung nỗi khổ, chia sẻ đến cùng niềm đau. Như thế người không sợ khổ tuy có nhưng ít, và với trào lưu hưởng thụ ngày càng cao, những con người yêu thương đến cùng ngày càng trở nên quý hiếm, khó tìm, khó gặp. Thánh Phaolô cũng đã khuyên nhủ Tito, môn đệ của mình, hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu, nghĩa là chấp nhận chịu khổ với Đức Giêsu khi Ngài khổ, chia sớt gánh nặng với Đức Giêsu trên đường thánh giá. Vì nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Để kết thúc, nếu được phép chia sẻ, người bạn thân thương gửi bạn tin nhắn này. Nếu bạn là người đang khổ,
vì người ta lại bỏ bạn rồi, thì tôi xin bạn đừng buồn. Vì đời người vô thường, mà lòng người còn ngàn lần vô thường hơn, nên tốt hơn là chấp nhận tan biến mà không tìm kiếm, để đời mình được thanh thản, thong dong. Nếu bạn chưa một lần trải nghiệm nỗi đau khi có người chỉ muốn sướng cùng hưởng nhưng khổ không chung với bạn, thì bạn cũng hãy thong dong thanh thản, nghĩ mình chỉ là nhịp cầu vắt vẻo cho người người đi qua, đi qua chứ không ở lại. Nên mắc gì nhịp cầu phải khổ đau khi người đi qua không ân tình ở lại. Tôi không còn cô đơn buồn khổ héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi xuôi. Tôi không còn cô đơn dù rằng bờ vai vất vả, chuyện lòng ngổn ngang mênh ngả, lênh đênh tìm một mái nhà. Tôi đã gặp niềm vui từ khi lắng nghe lời người. Tôi đã gặp niềm vui bừng lên trong đáy tim tôi. Tôi đã gặp niềm vui từ ngày tình yêu sáng tỏ, mở rộng hồn tôi bé nhỏ, dắt tôi đến miền tôi. Dạy tôi yêu người như chính thân tôi, tình yêu chân chính vì nghĩa quên mình, còn gì cao quý bằng tình yêu biết hy sinh. Chúa đã dạy tôi nhân ái công bình, nhân ái công bình manh áo hạt chia sớt cho nhau, nhìn nhau không nói mà ý khôn vơi, còn đâu buồn cô đơn nữa người ơi. Tôi yêu người anh em cùng tôi sống chung hàng ngày. Tôi yêu người chưa quen